sẽ hiểu được cái cảm giác ngày xưa dẫm đạp lên đầu. Cảm giác vẫn cầu em chẳng thể hiểu được đâu. Anh ngồi làn khói đá mở áo bóng từng nhịp flow, ngẫm nghĩ về một câu chuyện ai mặn nồng hơn khi trong đêm thâu. Em nói đúng lắm, phía sau một thằng đàn ông thảm bại là con đàn bà dư dài. Nếu anh đã nói cả lũ bạn anh em cũng đong đưa thì em đừng cãi. Em yêu được ai thì em cứ yêu, điều đó có gì là sai. Nếu như cả năm mà không quan hệ nhưng vẫn mang thai thì nên xem lại tư cách cái con người em đã đi sắp ngửa với ai. Anh biết em cũng sành điệu, đêm đêm mặt em trắng bước lượn lờ trên A stop. Trên đêm em xin kê trăm lần như nhau nghe face stop. Chúng nó là USB còn em là laptop. Em mà nói xiên mãi cái viễn cảnh ấy, giờ vẫn tự tin nói trước mặt anh rằng em đâu có quan hệ gì với thằng ấy. Giờ vẫn còn cố gắng che đậy anh làm gì vậy sau rất nhiều lần anh đã nhìn thấy. Sao em như thế, em thích như thế hay vui nên em làm vậy. Một chữ công danh nó phải ở em chưa có sao em làm vậy. Ước gì chưa từng yêu em sẽ mừng biết mấy bấy bè. Đàn bà như em nếu mà anh thích thì có hai ta hay nàng. Việc gì anh phải nhỏ lệ hai mắt hay hàng. Một đêm anh phát một nàng sẽ một nàng rồi thử cảm giác vui vẻ thâu đêm cho đến tận sáng. Gần kề với người con gái tận hưởng cảm giác miên man. Đã bao nhiêu lần rồi đắm chìm trong những cơn say điên đảo. Làn khói độc đang giết chính anh hay là chính anh đang tự hủy hoại tương lai riêng mình. Trong làn khói đó sẽ vẫn còn em, vẫn còn em. Những nỗi đau đó làm hình ảnh của em trong anh tan theo làn khói. Em đã đi đâu mất rồi, chỉ có anh là bạn với cái bình còng. Nỗi đau hằn ngả muốn hết tên em vang khỏi cổ họng nhưng anh không hết được nữa, hít thêm làn khói để tên em lui vào trong. Anh đang thử cảm giác không em kề bên, thế còn em đã bao giờ em nghĩ mình sai? Đã bao giờ? Có bao giờ anh dám nghĩ đến cái viễn cảnh nát như thế này? Mọi thứ cứ tự nhìn diễn ra thật trong vánh. Và sau cái trách tự phát ấy, anh cũng không nghĩ là mình vẫn chắc những cảm xúc và có đứng để hát lên bài lại. Mọi thứ cứ đang dần yên lại, nhưng khi nhìn lại cái khuôn mặt sạm gầy vẫn cố cười cho tôi bạn bè thấy. Và cả mái tóc, bộ quần áo đã không còn hợp với con người ấy. Và cả lúc khóc không tuôn trào nhưng vẫn từng ngụm hơi cay cay. Và có bao giờ em nghĩ không dám nói là anh là những người xung quanh vẫn thường hay nhắc đến em trước mặt anh từng ngày, là những người thân, những người bạn có thể không giúp được em những lúc nguy nan nhưng đã bên em cùng năm tháng. Đã bao giờ em nghĩ em đã giúp gì được anh chưa? Đã bao giờ em nghĩ cái người muốn buông là anh lúc xưa? Hay có bao giờ em nhớ vào người đến bao nhiêu ngày nắng mưa? Có bao giờ em nhớ về những khoảnh khắc em rối lửa? Là chưa bao giờ, hoặc những ý nghĩ ấy không còn phù hợp nữa. Là khi em nghe thêm một bản rap của anh, em đã cười nghĩ anh trách móc hay đang rất đáng rất đau khổ. Là chỉ cái cảm xúc mà em tạo ra cho anh đấy. Và tính thức con người một thời sinh ra từ nghệ sĩ. Và cả tá bài hát viết về em làm sao anh có thể xóa đi? Giờ không còn chút ý nghĩa, bọn họ bật nghe để giải trí. Cái tư cờ anh nghe phải làm gì? Bị tai lại hay phải nhắm mắt? Hay phải trốn về nhà lụi thủi bên góc rồi lại cùng thằng Bình thằng Sơ lơi bình lưỡng lọc ra lọc cọc. Rồi cả đêm ăn học chăn chóc ngồi nghĩ một mình như thằng ngốc. Những cử chỉ thân thương, những động tác quen thuộc, giờ phải tập làm quen và bỏ hết để đến với những thói quen mới mà đâu có muốn. Với một cách sống mới để tìm lại sự lôi cuốn, quay lại rap, cờ bạc hay là bạn với tệ nạn, hay phải đợi đến kiếp sau. Ngày qua ngày lại đầu tuần rồi cuối tuần, thân bạc sắp tàn thể trạng anh đuối dần. Có bao giờ em nghĩ em đã khóc hay thương hại? Hay chưa bao giờ em nghĩ về anh là tương lai? Hoặc đã bao giờ em nghĩ là mình sai?